giờ ngoại đó bụng mau con rồi ngoại vô quán con ăn cũng sướng nha. Đi. Ngon lắm. Vậy kia ngoại ngày ăn hả? Hiếp Tam mang về cho ngoại được không? Nha Tam. Ở nhà ngoại còn ai không? Con mình ngoại thôi. Ngoại có gia đình gì không? Không. Không còn nữa. Không con không chồng luôn. Rồi giờ ngoại ở đây không ở nhà trọ hả? Trời, đẩy nguyên cuốc xe vậy thấy còn bao còn sợ luôn á. Quá trời dây trời hết. Nè, bây giờ để con vô làm bún cho ngoại nha. Nhờ con ở đây cho con lì xì cho ngoại nè. Ngoại vui không ngoại? Thì gì năm mới là con chúc ngoại năm mới vui vẻ, thanh tài, đúng đặt, giữ gìn sức khỏe nha. Ngoại đợi con xíu nha, con làm bún đưa ra cho ngoại nha. Còn mày chưa muốn ăn thì một tí về là mày nhớ mày phải thăm lại nha. Rồi chúc mày ăn tết vui vẻ nha. Rồi cảm ơn mày.